Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho em Toàn gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người nhá. Hôm nay em Toàn lại có một em bình dáng củ tỏi rất là đẹp luôn. Còn là bình này là bình dáng củ tỏi quá là đẹp luôn mọi người. Họa tiết thì nó vẽ không được nhiều nhưng mà nó rất là đẹp cái dáng bình. Ê, như cái bình này lên nhá mọi người nhá. Ở đây nó có một địa điểm nhấn ở đây này. Người ta nhấn vào đây và lên đây một điểm nhấn nữa. Ở trên này nó vót lên rất là đẹp luôn. Đấy, họa tiết vẽ chim có một con chim chỉ à, hoa mẫu đơn này mọi người này. Đấy, rất là đẹp luôn, vẽ vàng nhá mọi người nhá. À, những cái bông hoa mẫu đơn là vẽ nổi hết lên nhá mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Em này là hàng của Sát Chư Ma nhá mọi người nhá. Đây mọi người này, xem chuyện này. Ô, chuyện phê chưa, quá là đẹp luôn phải không mọi người. Đấy, chuyện rất là đẹp luôn. Đấy, đến miệng nó đây này mọi người này. Đấy, men dạng nhé mọi người nhá. Em phải đo kích thước cái. À, tiện video này em xin lỗi mọi người. Cái video hôm qua của em, cái bát tô em mải quay quá mà em quên em không đo kích thước. Nên là đến khi mà khách hàng này, các anh các chị điện lại hỏi bảo là kích thước bao nhiêu mà em quên, trong khi đó là em đóng hàng về mất rồi. Nên là em không đo được. Thì là hôm nào khi nào hàng nó về đến nhà thì em sẽ đo lại kích thước và em sẽ báo lại cái video về cái bát tô sau nhé mọi người nhé. Những cái bát tô đấy thì chắc là mặt nó phải hơn một găng tay này rồi mọi người này. Nó phải, để em thử đo găng tay này. Nó 20 cái đấy nó phải vào khoảng tầm 23-24 nhé. Mặt cái bát đấy không vào khoảng 23-24 mọi người. Chiều cao nó vào khoảng độ tầm, em xem này, chiều cao nó độ khoảng tầm 8 mọi người nhé. Cái bát đấy là chiều cao nó độ khoảng 8. Đấy, thôi em cũng không phải không nói về cái bát nữa mà em lại đo kích thước cái này, không là em lại quên những cái trước thì chết rồi. Chiều cao của chiếc này là 39 nhá mọi người nhá. Chiều cao là 39 này. Để em đặt cái gì vào đây thì mọi người nhìn nó mới dễ được. Đây nhá mọi người, chiều cao 39 nhá. Chiều cao 39. Miệng 10,5 nhé mọi người nhé. Miệng 10,5. Vòng bụng 75 nhé mọi người nhé. Lên 76 này này, 75 đi. Tính 75. Vòng bụng 75, rất là đẹp luôn. Tình trạng bình lành tít nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người nghe chưa? Lành tít luôn. Dáng rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, các bác nào mà ưng ý chiếc bình này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949668 mọi người nhá. Thôi em Toàn xin phép là kết thúc video đây mọi người. Em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá.